Hello, xin chào quý vị và các bạn. Trong nội thất gỗ tự nhiên, chắc hẳn các bạn đã không xa lạ gì với những vết nứt, xé gỗ trong quá trình sử dụng. Dù là những bộ bàn ghế lên đến hàng trăm triệu đồng cũng không thể nào tránh khỏi. Chính vì vậy, video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý gỗ bị nứt và xé. Nguyên nhân đầu tiên, do co ngót, gỗ không được xử lý kỹ lưỡng trước khi thi công. Nguyên nhân này chỉ xảy ra đối với gỗ tự nhiên, nhất là đối với những loại gỗ không được tẩm sấy kỹ lưỡng, sẽ khiến cho lượng nước trong gỗ không hết. Khi thời tiết hành khô làm cho độ ẩm trong không khí giảm, gỗ tự nhiên sẽ bị mất nước dẫn đến tình trạng nứt nẻ. Đây được gọi là hiện tượng co ngót, là một trong những nguyên nhân thường gặp ở các sản phẩm đồ gỗ. Nguyên nhân thứ hai, do thấm nước. Đôi khi chúng ta vô tình làm đổ nước lên bề mặt gỗ, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến gỗ bị rạn nứt. Và nguyên nhân thứ ba, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khi các sản phẩm gỗ được tiếp xúc quá nhiều dưới ánh nắng mặt trời hay những vật có nhiệt độ cao, điều này sẽ khiến gỗ bị giãn nở dẫn đến hiện tượng rạn nứt. Và cuối cùng là nguyên nhân thứ tư, do va đập cơ học. Trong quá trình vận chuyển, xê dịch gỗ hay để vật nặng đè lên mặt gỗ, điều này cũng khiến gỗ bị rạn nứt. Bốn cái nguyên nhân mà chúng ta vừa đi tìm hiểu thì cái nguyên nhân thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì tất cả chúng ta ai cũng có thể giải quyết được. Còn cái nguyên nhân đầu tiên, cong vênh, co ngót, đứt lẻ trong sau một cái thời gian chúng ta sử dụng thì nó là do cái quá trình mà thoát hơi ẩm từ trong bề mặt của gỗ ra. Thì làm cách nào mà để mình có thể khắc phục được cái vấn đề này? Dĩ nhiên rồi, đó là cả một cái quy trình tẩm sấy trước khi mà chúng ta thi công. Vậy tẩm sấy như thế nào? Đó là nó đặt trên tay tôi là một cái máy đo độ ẩm của gỗ. Thì khi mà chúng ta sấy đến cái nhiệt độ, cái độ ẩm ở trong gỗ nó đạt khoảng độ từ 8 cho đến 12%, là khi đấy cái sản phẩm của chúng ta có thể xuất khẩu đi toàn thế giới mà không lo bị ảnh hưởng của thời tiết. Bây giờ tôi sẽ thử đo cái mặt bàn này để cho các bạn xem. Sau đấy tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ quay cái lò sấy, cái lò tẩm sấy của nội thất Sơn Đông để đo cái độ ẩm. Thì gỗ khi mà chưa sấy thì nó là bao nhiêu? Gỗ sau khi mà sấy rồi thì nó là bao nhiêu? Xin mời các bạn theo chân tôi, chúng ta cùng đi khám phá cái quy trình tẩm sấy công nghệ cao của nội thất Sơn Đông, xem nó có cái gì đặc biệt và tại vì sao anh em làm nghề hầu như 99% không dám làm hoặc là biết nhưng không làm. Xin mời các bạn theo chân tôi. Đây chính là lò sấy gỗ của công ty Sơn Đông. Đây là lò sấy công nghệ cao. Ở bên trong nó đã tích hợp hệ thống điều khiển bằng điện tử và phun xương để tẩm sấy gỗ trong quá trình tẩm sấy. Thông thường khi mà chúng ta sấy gỗ thì cái thời gian nó sẽ diễn ra trong khoảng từ 15 cho đến 20 ngày. Gỗ trước khi vào sấy thì bây giờ mà các bạn chúng ta cùng đo thử cái gỗ này nhá. Đây như trên màn hình các bạn thấy là gỗ mà sau trước khi sấy. Thì cái gỗ này chúng tôi vừa xẻ xong, cái độ ẩm của nó là 20%. Đấy, thậm chí khi tôi dí sâu vào nó có thể gần 30%. Với cái độ ẩm này nếu mà anh em làm nghề chúng ta đưa vào, chúng ta cắt xẻ và chúng ta chế biến đồ cho khách thì chắc chắn rồi, trong quá trình mà khách hàng sử dụng nó sẽ bị cong vênh nứt lẻ là cái chuyện bình thường. Còn đây là cái bảng điều khiển bằng công nghệ. Toàn bộ được chúng tôi nhập khẩu về và lắp ráp tại Việt Nam. Cái bảng điều khiển này nó điều khiển điện tử cảm biến, chúng ta có thể hẹn giờ tới trong khoảng thời gian mà mình mong muốn, rồi nhiệt độ mình có thể điều chỉnh và mình bật lên. Cứ vậy sau khoảng 15 đến 20 ngày sẽ cho ra một lẻ lò sấy gỗ. Mời các bạn cùng xem qua ở trong lò sấy. Cho sát rồi đây. Đây anh em thấy là ở trong lò sấy thì gỗ được xếp thành hàng và các bạn thấy cái hơi xương nó bay qua bay lại. Đấy chính là những cái thuốc mà để tẩm sấy trong quá trình mình sấy.
Rồi bây giờ mọi người hãy cùng tôi, chúng ta cùng ra xem, kiểm tra xem những cái sản phẩm mà lỗ thấp Sơn Đông đang đóng nó có đạt cái độ ẩm tiêu chuẩn hay không. Xin mời. Tôi nhìn rất là mạnh. Đây, độ ẩm của nó là 9% nha các bạn nhé. Trong khi sấy trong chúng ta thi công thì nó sẽ là 6%, 8%. Rồi bây giờ mình thử kiểm tra một món đồ khác đi. Bộ bàn ghế này đi. Đây, các bạn có thể thấy cái độ ẩm của gỗ là 10%. Với cái độ ẩm như vậy thì chúng ta có thể xuất khẩu đi toàn thế giới. Thời tiết có nóng như mùa hè ở ngoài miền Bắc hay lạnh như nhiệt độ ở Seoul thì nó cũng không ảnh hưởng đến những cái sự co ngót của gỗ. Đây chính là lý do tại vì sao sản phẩm của Sơn Đông luôn được khách hàng đánh giá cao, bởi vì cái gỗ nguyên liệu đã được chúng tôi thẩm thấy rất là kỹ trước khi đưa vào thi công rồi sản xuất ra những cái món hàng để phục vụ quý khách. Xin mời quý khách cùng theo chân tôi đi ra phía bên ngoài. Giờ tôi sẽ nói lý do tại sao rất nhiều anh em làm nghề biết là gỗ sấy sẽ tốt, tuy nhiên rất nhiều người không biết, không làm, hoặc là biết nhưng không làm, giống như ở lỗ thấp Sơn Đông. Chúng tôi xử lý triệt để ngay từ khâu đầu vào, còn anh em biết nhưng mà vẫn không dám làm hoặc là không làm. Về cơ bản, tại vì gỗ chúng ta bỏ quá nhiều, cái quá trình sấy sẽ dẫn đến hao hụt gỗ khoảng 30%, tức là 10 khối gỗ sau khi xẻ xong mình cho vào lò sấy mình đưa ra sử dụng chỉ được 7 phần. Đây chính là cái lý do mà lớn nhất để anh em làm nghề hầu như là rất là ngại mình trang bị một cái lò sấy hoặc là mình mang gỗ đi mình tẩm sấy. Cái lý do thứ hai mà anh em làm nghề không muốn sấy gỗ là cái lý do cái thời gian mà chúng ta sấy thường mất khoảng 20 ngày. 20 ngày trong khi gỗ khi mà anh em mua về là mình cần thi công rồi mình làm ra sản phẩm rồi mình bán, thì cái tiền của mình nó thu về nó sẽ nhanh hơn. Còn lý do thứ ba tại vì sao anh em không dám trang bị khi mà mình trang bị một cái lò sấy giống như vậy thì cái chi phí nó rất là cao. Một sấy công nghệ cao giống như là ở lỗ thấp Sơn Đông thì cái chi phí nó vào khoảng 400-500 triệu, trong khi ở đây chúng tôi trang bị đến 3 lò sấy, vì vậy là nguyên 3 cái lò sấy chi phí là và đấy là 3 cái lý do tại vì sao anh em làm nghề rất là ngại câu tẩm sấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn chọn được những sản phẩm ưng ý và đồng hành cùng lỗ thấp Sơn Đông trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn.